Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức 21 quận huyện và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về hướng dẫn triển khai quy trình thực hiện chương trình chất lượng cao theo mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đối với cơ sở giáo dục lần đầu tiên triển khai thực hiện đề án, thì thủ trưởng cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tổ chức lấy ý kiến tập thể cán bộ, viên chức nhà trường về chủ trương xây dựng trường tiên tiến hội nhập quốc tế. Sau đó dự thảo nội dung đề án với một số nội dung cụ thể như mục tiêu kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Còn đối với các cơ sở giáo dục đang thực hiện đề án thì chủ động rà soát đối chiếu theo các tiêu chí được quy định tại quyết định 07. Nếu đảm bảo đầy đủ các tiêu chí thì xây dựng hoàn thiện đề án theo quyết định mới để gửi về Phòng Giáo dục Đào tạo xem xét trình Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, quận huyện hoặc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh theo phân cấp quản lý thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định công nhận trường tiên tiến hội nhập quốc tế trước khi bắt đầu năm học 2022-2023. Hiện nay, theo quyết định mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố lộ trình và thời gian triển khai thực hiện đề án, gồm giai đoạn 1 là tiến hành xây dựng, được thực hiện cuốn chiếu theo từng năm học, và theo đó đối với khối trung học phổ thông là 3 năm, khối trung học cơ sở là 4 năm, khối tiểu học là 5 năm, khối mầm non là 3 năm. Giai đoạn 2 là hình thành, được kéo dài từ 2 đến 5 năm, và ở giai đoạn 3 là phát triển. Theo đó, thời gian triển khai bắt đầu áp dụng từ năm học 2022-2023.